Ngày 28 tháng 6, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết 1 trên 500 khu dân cư số 4 phường Châu Sơn. Theo đồ án quy hoạch với diện tích 4,84 hecta, khu dân cư được quy hoạch và đầu tư đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị thành phố Sông Công. Nội dung quy hoạch sử dụng đất bao gồm các chức năng sử dụng đất, đất ở, đất công trình công cộng, dịch vụ, đất cây xanh, thể dục thể thao, đất giao thông, bãi đỗ xe, đất công trình hạ tầng kỹ thuật tại buổi công bố đơn vị tư vấn và các cơ quan chức năng đã thông tin đầy đủ chi tiết các nội dung chính của đồ án đến nhân dân vùng ảnh hưởng bao gồm phạm vi danh giới quy mô tính chất khu vực quy hoạch phân khu chức năng quy hoạch sử dụng đất đai và bố cục không gian kiến trúc cảnh quan quy hoạch hạ tầng kỹ thuật quy hoạch quản lý theo đồ án quy hoạch ngoài ra các cơ quan chức năng cũng giải đáp làm rõ một số thắc mắc của nhân dân xung quanh quy hoạch đồ án sau khi hoàn thiện các bước cần thiết và triển khai dự án này cơ sở hạ tầng của phường châu sơn sẽ tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân